Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm những chiếc xe đồ chơi to khổng lồ và những chiếc xe cần cẩu siêu đẹp nha các bạn nha. À các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra hộp xe lửa đồ chơi này, hộp xe lửa đẹp này. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi nào. 1, 2, 3. Ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cứu hỏa, một chiếc xe cần cẩu nữa. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là, đây có một chiếc xe cứu hỏa siêu đẹp này, xe cứu hỏa này. Đây, tàu điện siêu tốc độ này. Đấy, đấy các bạn ơi, tàu điện nhá. Đấy, đẹp chưa, xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Đấy, xe cần cẩu to mở cửa luôn, chở một chiếc xe, hai chiếc xe luôn, chở xe cứu thương này các bạn ơi, ô tô cứu thương xịn đấy các bạn ạ, ô tô cứu thương xịn sò của Nhật Bản luôn. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không nào? 1, 2, 3. Wow, ở đây mình phát hiện ra có cái gầu bằng sắt này, đây là cái gầu múc cát này. Đây đây các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu có cái gầu múc cát bằng sắt nguyên khối này. Đấy, ở bên trên có một chiếc xe ô tô cứu thương nữa này. Đây là cái điều khiển, cái điều khiển của chiếc xe máy xúc này các bạn. Đấy các bạn thấy không nào, đây là một chiếc xe ô tô cứu thương xịn sò này. Đây, ô tô cứu thương quá là đẹp luôn nha. Đó các bạn thấy hay chưa, một chiếc xe đây bộ đồ chơi gì đây, nắp ráp à. 1, 2, 3. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe bán tải nhá, xe cần cẩu cứu hộ, xe mô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ mô tô, xe mô tô, xe máy cảnh sát đấy, xe cần cẩu cứu hộ cảnh sát luôn. Đây là xe cứu thương siêu to siêu đẹp xin so ấy các bạn ạ, đẹp quá, đẳng cấp quá các bạn ạ. Đấy xin so luôn. Đấy, hai chiếc xe này đẹp luôn nha. Xe này còn có cả âm thanh và ánh sáng như thật luôn đấy các bạn ạ, có thể mở được cửa như thật luôn. Đấy, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ xe mô tô nha các bạn nha, đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe xe này quá là đẹp này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu thương nha, rất là xịn luôn này các bạn ơi. Đấy, xe máy xúc. Đây là một chiếc xe dưới đây. Ui các bạn ơi, đây rồi, mình phát hiện ra một bộ đồ chơi khủng long siêu to khủng nô. 1, 2, 3. Wow, đây là xe trộn bê tông siêu to khủng nô các bạn ạ. Đấy, nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là xe trộn bê tông siêu to khủng nô các bạn ạ. To như này mới chở như bê tông các bạn nhá. Đấy, ở đây có một chiếc xe cần cẩu móc siêu to khủng nô, to như này mới cẩu được nhiều thứ ít các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi, xịn xò chưa. Ồ các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều xe trộn bê tông siêu to khủng nổ này. Ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cứu thương này. Đây có xe ben này, xe trộn bê tông và xe ben chở đất này các bạn. Đây là xe ben chở đất xịn nha các bạn nha. Ui đẹp quá. Đấy các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi này. Đây là một chiếc xe dưới đây, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát như thật luôn này các bạn. Đấy, mình quay cho bạn cùng xem. Wow, đấy, chiếc xe này ở bên trong có rất là nhiều ghế ngồi luôn. Xe này là xe 5 chỗ xịn sò đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chưa, một chiếc xe ô tô cảnh sát. Đấy, ô tô cảnh sát biến hình thành robot xịn sò này. Đây, có một chiếc xe này là một chiếc xe vận tải vận cẩu này. Đấy, đấy, có cái móc này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa các bạn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa này. Đây là xe cần cẩu móc nha, như thật luôn đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu móc này như thật luôn. Ở bên trong có bu lăng này, có bu lăng, có đèn, có nhạc, có âm thanh và ánh sáng. Đây ô, đây ô, mình xem là tiếp cái hộp khủng long ba đầu lên nào. 1, 2, 3. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe đồ chơi mới tinh này các bạn ơi, ở trong túi ni lông này. Đây ô, đây là một chiếc xe cứu thương xịn sò này các bạn ơi. Xe cứu thương đẹp này các bạn ơi, xịn sò quá các bạn ơi. Đây ô, đây ô, các bạn thấy không, một chiếc xe cứu thương mở cánh cửa như thật luôn. Wow, đó các bạn ơi, đây là xe cứu thương mở được rất là nhiều cánh cửa như thật và đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Nếu mà thích hãy comment nhá. Đây đây ôi các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bíp 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 siêu xe bíp cảnh sát xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc siêu xe bíp đẹp nha. Đấy, màu trắng rất là đẹp luôn, xe bíp cảnh sát này chở học sinh nhá. Đấy, xe bíp cảnh sát này chở học sinh ấy các bạn, chở học sinh sinh viên trong học viện cảnh sát đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa này các bạn. Đấy, xịn sò chưa. Đấy, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu thương màu trắng xịn sò này các bạn ơi. Ừ, đây là một chiếc xe cứu thương màu trắng. À, đây rồi, một chiếc xe cứu thương của bạn bảo xịn sò này. Đấy, đẹp chưa này. Ừ, đẹp chưa. Đấy các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Đấy, xe cứu thương này quá là đẹp luôn. Sau này các bạn có thích nam bác sĩ không? À, một chiếc xe cứu thương quá là đẹp các bạn ạ. Đấy, quá là xịn luôn. Đây là một chiếc tàu siêu tốc độ đỉnh cao nhanh như tia chớp các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương xịn sò này. Đó, đây có một chiếc xe ô tô
Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát này, Lamborghini à. Đây có một chiếc xe con chó, xe địa hình con chó này xịn sò. Một chiếc xe địa hình xịn sò này, tiếp theo là một chiếc xe địa hình xịn sò này. Một chiếc xe địa hình đẹp này, một chiếc xe xịn sò này các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, đây có một chiếc xe máy cày nhá, máy cày ruộng này. Wow các bạn thấy nhiều xe đồ chơi đẹp chưa này. Ui các bạn ơi, nào bây giờ mình để giới thiệu với các bạn, mình sẽ nhặt những chiếc xe đồ chơi này nhá. Đấy toàn nhặt những chiếc xe đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đấy một chiếc xe cứu thương quá đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đấy xe cứu thương này có âm thanh và ánh sáng như thật luôn này các bạn ơi, quá đẹp luôn đấy. Wow hay chưa bạn ơi, các bạn biết đây là bộ đồ chơi gì không, phô bình nha, bộ đồ chơi đắp giáp này. Đây là bộ đồ chơi đắp giáp này các bạn ơi, quá là xịn luôn này các bạn ơi, quá là đẹp luôn nha. Ô các bạn biết đây là bộ đồ chơi gì không, phô bình nha, quá là xịn luôn này. Nào bây giờ mình để giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe lửa quá là đẹp này các bạn ơi, một chiếc xe lửa nha các bạn nha. Ui các bạn thấy đẹp chưa này. Wow ở đây mình còn phát hiện ra còn rất là nhiều bộ đồ chơi này. Đây là bộ đồ chơi ô tô biến hình thành robot này các bạn ơi. Wow đẹp chưa này, uầy xịn xò quá các bạn ạ. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một bộ đồ chơi gì đây. Đây có rất là nhiều bộ đồ chơi mới nha. Đây là bộ đồ chơi lắp ráp các bạn ạ, bộ đồ chơi lắp ráp này cũng rất là đẹp. Các bạn biết đây là bộ đồ chơi gì cũng phô mới nha, có cả kim đồng hồ này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi lắp ráp này đẹp thế nhỉ các bạn nhá. Wow ở đây mình còn phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi nha. Đây là một bộ đồ chơi này có cái cặp này rất là xịn xò đấy các bạn ơi. Uầy đẹp quá các bạn ạ. Wow ở đây mình còn phát hiện ra rất là nhiều bộ đồ chơi mới. Đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở đất này, xe ben chuyên đi chở đất rất là xịn sò này các bạn ơi. Wow đẹp quá các bạn ạ. Đấy các bạn thấy đẹp chưa nào. Đấy một chiếc xe này. Đấy đây là một chiếc xe máy xúc cát xịn sò này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu xúc cát, quá là đẹp luôn đấy các bạn ạ, quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Uê đẹp chưa này. Nào bây giờ mình để tìm tiếp nào, mình tìm tiếp nào. Đây là một chiếc xe, xe này là một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Wow hay chưa hay chưa, một chiếc xe trộn bê tông nhà. Nào các bạn ơi tiếp theo nào, bây giờ mình lại tìm tiếp nào. Đây là một chiếc xe gì nào. Đây là một bộ đồ chơi lắp ráp này các bạn ơi, bộ đồ chơi lắp ráp này rất là đẹp này các bạn ơi. Wow mới quá các bạn ạ, nhiều đồ chơi đẹp quá các bạn ạ. Đây là cũng là một bộ đồ chơi lắp ráp này các bạn ơi. Đấy bộ đồ chơi lắp ráp này đẹp đấy nhỉ các bạn nhờ. Đấy bộ đồ chơi lắp ráp này xịn xò quá các bạn ạ. Wow các bạn có thích bộ đồ chơi lắp ráp này không nào, nếu mà thích comment với mình nhé, biết nhá. Đây 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 còn một chiếc xe trộn bê tông quá là mới luôn, quá là đẹp luôn này các bạn ơi. Wow xịn xò chưa này, xe trộn bê tông quá là đẹp luôn nhá các bạn nhá. Nào bây giờ cùng mình đếm từ một chiếc xe, từ 11 đến 10 nhá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này, hai chiếc xe này, đây là xe cứu, đây là một chiếc xe ô tô cứu hỏa. Đấy một chiếc xe ô tô cứu hỏa rất là đẹp luôn. Ba chiếc xe, đây là xe bít này các bạn ơi, đây là xe bít nha. Uầy đó các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu. Ba bốn, đây là một chiếc xe tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao. Đây là một chiếc xe cứu thương xịn sò. Đấy xe cứu thương, xe cứu thương xịn sò này các bạn ơi. Đây xe cứu thương xịn sò máy xúc cát đẹp này các bạn ơi. Đấy các bạn nào, bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha, hẹn các bạn ở video sau nha. Các bạn thấy hay nhớ bấm nút đăng ký kênh nhá. Bây giờ mình phải về đi làm bài tập đây rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo.